Lê Lộc chủ động đăng ảnh tình cảm bên Tuấn Dũng sau việc đồng loạt hối cưới. Cách đây một năm, chàng diễn viên Tuấn Dũng gây chú ý bởi màn tỏ tình đầy chân thành ngay trên sóng truyền hình dành cho Lê Lộc, con gái diễn viên Lê Giang, khiến cả trường quay xúc động. Dù bị cô nàng từ chối và tuyên bố chỉ xem là bạn bè, nhưng Tuấn Dũng vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn kiên trì theo đuổi cô nàng. Không những thế, còn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình người trong mộng. Những nỗ lực của Tuấn Dũng có vẻ như đã được đáp lại khi mới đây, Lê Lộc đã chủ động đăng bức ảnh hai người tình cảm. Trong ảnh, con gái Lê Giang nở nụ cười hạnh phúc, còn Tuấn Dũng dành cho cô ánh mắt đầy yêu thương cùng biểu cảm đầy bình yên. Khoảnh khắc này khiến nhiều người tan chảy vì quá đáng yêu. Dưới bình luận, nhiều sao Việt đã nhiệt tình đẩy thuyền Lê Lộc Tuấn Dũng và hối thúc cặp đôi chuyện cưới xin. Đây cũng là mong mỏi của rất nhiều người hâm mộ khi đàn trai chứng minh được tình cảm chân thành của mình và đàn gái cũng bắt đầu mở lòng đón nhận. Buka đòi công khai tình cảm với Gin Tuấn Kiệt, thật hay đùa. Từ lâu, Buka và Gin Tuấn Kiệt đã vướng nghi án tình cảm. Cả hai liên tục bị soi bằng chứng hẹn hò như đăng ảnh cùng một địa điểm, dành lời ngôn tình cho nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, cặp đôi còn đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên, đến nay, Buka và Gin Tuấn Kiệt vẫn chưa từng lên tiếng về chuyện này, còn dân tình cứ miệt mài đẩy thuyền. Mới đây, Gin Tuấn Kiệt và Buka bất ngờ có màn đối đầu trong Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Không hiểu ban tổ chức vô tình hay cố ý mà xếp Gin Tuấn Kiệt vào đúng căn phòng do Buka đảm nhận vai trò phó phòng. Gin Tuấn Kiệt đã phải vào vai phán quan có tình yêu sâu đậm với ma nữ Buka. Anh chàng cùng người yêu lên kế hoạch thay đổi thời gian đầu thai để được ở bên nhau lâu hơn. Muốn làm được điều này phải đánh cắp được cuốn sổ sinh tử của công chúa Diêm Dúa Dương Lâm. Cả hai người phụ nữ đều đòi phán quan Gin Tuấn Kiệt công khai tình cảm, khiến anh chàng rơi vào thế khó. Sau khi tìm cách lấy lòng Diêm Dúa để có cuốn sổ, Gin Tuấn Kiệt cũng khéo léo lừa lấy chiếc bút thần xóa tên từ Hắc Bạch Vô Thường Khả Như. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa sinh tử mở ra buộc anh chàng phải lựa chọn giữa người yêu và trách nhiệm của một phán quan. Cuối cùng, Gin Tuấn Kiệt lựa chọn hy sinh tình yêu, hẹn Buka ở một kiếp khác để làm tròn bổn phận. Trong tình huống được đặt ra, Gin Tuấn Kiệt đã không ngại ngần tương tác nhiệt tình với Buka. Ngay từ câu đầu, Buka thốt lên đã gây thích thú. Ơn rồi, phán quan, người yêu chưa dám công khai của em đây rồi. Nếu như Buka đòi công khai tình cảm thì Gin Tuấn Kiệt lại đòi nắm tay đàn chị. Cả hai không ít lần phì cười khi nhìn thấy nhau trên sân khấu. Dẫu biết đây chỉ là diễn cho qua thử thách, nhưng nhiều khán giả bán tín bán nghi, phải chăng cả hai cũng gửi chút ít tâm tình của bản thân vào đây?